Hello, xin chào mọi người đã đến với game Hero Arena. Và hôm nay mình sẽ chơi Olivia, cô giáo hiệu trưởng. Vậy là còn 5 ngày nữa Olivia sẽ chính thức ra mắt nha. Dạ, con này cực kỳ giống Murat luôn nè. Đấy, chiều thì nó rất là giống Murat. Uầy, được chiến công đầu kìa. Đấy, và để mình thử chiêu ba nhé. Đấy, và mình đã có hai bùa và được một mạng của con Bunny Anna rồi. Đấy, và mình sẽ lấy nội tại và mình sẽ mở được chiêu cuối nha. Đấy, cái chi cuối của Olivia là cực kỳ giống Murat nha. Vẫn như là ảo này. Thôi. Đấy, chết luôn này. Đấy, rất là khỏe. Đấy, thôi. Về thôi. Anh đi. Thôi, và thanh niên kia cướp bùa xanh của mình rồi. Ôi thôi, quên dùng trừng phạt rồi, bị quái rừng giết chết rồi. Thôi, giờ mình sẽ sang ăn bùa đỏ nha. bị nó cướp mất con bùa xanh rồi. Đừng hòng cướp bùa đỏ của anh nhé. Lại có mạng tiếp rồi. Đây, có bùa xanh rồi. Đây, an ally has been slain.
Đấy, mình lấy nội tại mình chơi luôn rồi. Đùa. Đấy, con này Lewin rất là khỏe luôn. Đấy. Và cô giáo của chúng ta sẽ đi trừng phạt những em học sinh nào trốn học đấy. Và sẽ bị trừng trị. Ôi trời trời trời. Đấy. Đánh ngược là ảo nha, cực kỳ giống Murat bên liên quân luôn, chả khác gì ấy. Một thôi mít đông vải nồi, họ xác định bên đấy, con này hộ báo rất là khỏe, thấy có thể cân 2 cân 3 luôn nhé. Ho, thanh niên kia chạy rồi, đùa. Đấy, giờ mình sẽ tiếp tục vô group màu xanh của nó. Đấy, rất là khỏe luôn, đấy, solo nữa. Giờ mình sẽ tiếp tục ra lấy nội tại đây. Ôi thôi thôi thôi, ôi thôi thôi, đông vãi. Giờ mình vừa kịp lấy nội tại là bị lên bảng điểm số rồi, vì team quá đông. Quá kill luôn kìa. Rồi. Banner của chúng ta được Benta kìa. Đánh rất là hay. Thôi là cướp lưu của mình rồi.
Dạ, mình sẽ đi ăn bột bùa đỏ thôi. Để qua cướp bùa đỏ này. Con này đánh rất là ảo nha, ảo ảo hơn cả Murat luôn đấy. Thôi giờ mình sẽ solo ăn này luôn. Mình có hút máu mà sợ gì. Con này nghĩ không biết solo lại này. Đấy, các bạn vừa chém như này đấy. Rất là khỏe. Rồi xong. Giờ mình đã ăn xong rồi. Con đó mình chả biết tên là gì, cứ gọi là King Kong đi. Giờ mình sẽ tiếp tục lấy nội tại nha. Ôi qua kêu tiếp tục kìa. Hay nhở. Và video mình sẽ kết thúc ở đây. Và mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Press.